Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Doanh nhân Việt Kiều Mỹ bị công an tỉnh An Giang cướp trắng tài sản và tống vào tù. Ngày 30 tháng 5, nhà báo Hiếu Bá Linh đã tổng hợp tin trên từ nhiều nguồn tin. Theo hồ sơ, ngày 2 tháng 3 năm 1988, Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh An Giang do ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phụ trách, đã ký hợp đồng kinh tế hợp tác sản xuất thức ăn gia súc với ông Lâm Hồng Sơn, Việt Kiều Mỹ sinh năm 1956, khi đó 32 tuổi. Ban Chỉ huy Cảnh sát Nhân dân lo mặt bằng, pháp lý, riêng ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Hình ảnh doanh nhân Việt Kiều bị cướp tài sản và bắt giam khi về Việt Nam đầu tư kinh doanh. Sau khi thành lập xí nghiệp, Ban Chỉ huy Cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho công an tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động năm 1990, lãnh đạo công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh, làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập công ty Ancresto. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Để có thêm vốn, ông Sơn đề xuất đến công ty kinh doanh tổng hợp huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vay 200 triệu đồng và được ông Thông, phó giám đốc công an tỉnh An Giang đồng ý. Sau đó, ông Sơn trực tiếp qua Thái Lan bán sắt và mua hàng hóa. Trong thời gian ông Sơn ở Thái Lan thì lãnh đạo ban chỉ huy cảnh sát quyết định đưa ông Bùi Văn Nên làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty Ancresto. Hình ảnh Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Long An tặng hoa cho ông Sơn trong buổi xin lỗi phục hồi danh dự cho ông sau 34 năm hàm oan. Khi tàu chở hàng về, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định giao cho ông Nên bán hết số tài sản nhập khẩu của Ancresto, gồm 8 xe ô tô, 122 xe gắn máy Kawasaki, 101 xe Honda. Ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hóa để giao cho đối tác ở Long An như cam kết. Khi phía công ty kinh doanh tổng hợp Thủ Thừa phát công văn đòi nợ, thì ông Nên và ông Thông xác nhận ông Sơn mạo nhận danh nghĩa công ty để vay tiền sử dụng riêng cá nhân. Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng mua kinh doanh với đối tác ở Long An, thì bất ngờ công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của công ty Ancresto. Ngày 16 tháng 1 năm 1990, cơ quan điều tra cảnh sát nhân dân tỉnh Long An, nay là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lâm Hồng Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh doanh nhân Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình rời phiên tòa kiện chính phủ Việt Nam do bị cướp trắng tài sản, bị bắt oan khi về đầu tư làm ăn tại Việt Nam. Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án và công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can và giam ông Sơn 3 tháng. Ngày 16 tháng 5 năm 1990, công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông Sơn vào Ancresto cũng mất hết. Ông Sơn khởi kiện công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại. Ngày 14 tháng 12 năm 1990, ông Sơn đến tòa án nhân dân tỉnh An Giang để giải quyết vụ án thì bất ngờ bị công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ hai với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều tháng điều tra với cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố ông Sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng. Đến tháng 11 năm 1991, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn với lý do căn cứ buộc tội không vững chắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Doanh nhân Việt Kiều Mỹ bị công an tỉnh An Giang cướp trắng tài sản và tống vào tù. Cuộc chiến cung đình và nền kinh tế tuột dốc. Cuộc chiến cung đình vẫn còn đang gay cấn với việc các bên đang giằng co quyết liệt vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 29 tháng 5, thông tin ẩn ý từ nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà cho hay phe Hưng Yên đang phản công mạnh mẽ và bất ngờ với việc dùng tổ chức cấp cơ sở để gây sức ép lên tổ chức đầu não của đảng, một việc chưa từng có tiền lệ. Theo đó, một đệ tử ruột của Tô Đại Tướng sẽ giành ghế Bộ trưởng Công an.
Nếu thông tin này là thật thì rõ ràng phe Hưng Yên, Võ Biền của Tô Chủ tịch đang thắng thế. Và một khi giới công an thành công cướp chính quyền thì điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế đang eo uột hiện nay? Giáo sư Zachary Abuja từ Hoa Kỳ từng nêu thắc mắc khi Tô Đại tướng lên chủ tịch rằng một công an chuyên nghiệp sẽ định hình, hoạch định các chính sách và nhân sự của đảng như thế nào. Tấm biển Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang bị rò rỉ trên mạng. Này, với việc cả dàn công an thâu tóm hết quyền bính thì người bàng quan nhất cũng phải e ngại rằng tương lai gần của Việt Nam sẽ càng tăm tối hơn. Giới quan sát chính trị cho rằng, khác với truyền thống đóng cửa bảo nhau của đảng, cuộc chiến kỳ này, đảng hay chính xác hơn là các phe trong đảng bằng cách tuồn tin nội bộ ra bên ngoài đã tô hô phơi bày hết những thứ xấu xa nhất cho bàn dân thiên hạ thấy và bàn tán. Điều này xảy ra có lẽ cũng do phe công an vốn có thói quen bất chấp, tao là luật, luật là tao, đang nắm quyền chủ động. Cuộc chiến này kéo dài suốt 3 năm qua, từ sau đại dịch Covid-19 với danh nghĩa chống tham nhũng, đã khiến nền kinh tế mỗi ngày một tồi tệ hơn. Thông tin mới nhất do BBC loan tải ngày 29 tháng 5 cho hay, lạm phát tại Việt Nam đã tăng đến mức cao nhất trong 16 tháng qua, ở mức 4,44% vào tháng 5 năm 2024, bất chấp những nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ. Trong đó, theo BBC, việc tăng giá điện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng cao. Đồng thời, nguy cơ khủng hoảng điện vẫn treo lơ lửng, đe dọa nền kinh tế. Tác giả Toru Takahashi của Nhật Bản ngày 25 tháng 5 đã chỉ ra những vấn đề trầm trọng của ngành điện Việt Nam trong một bài phân tích đăng trên trang Nikkei Asia. Thói bốc phét của Thủ tướng chính làm hại ngành điện và nền kinh tế. Tác giả cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 ở Scotland, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cao hứng hứa hẹn Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tác giả cho rằng chính lời hứa hẹn sáo rỗng này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thiếu hụt điện của Việt Nam vào mùa hè năm 2023. Bởi cam kết này đã khiến cho Bộ Công Thương và Chính phủ phải ráo riết sửa đổi quy hoạch phát triển điện đến 6 lần, dẫn đến khoảng trống phát triển ngành điện trong gần 3 năm rưỡi, trong khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng hơn 10% mỗi năm. Theo tác giả Toru Takahashi, lý do khả dĩ khiến cho ông Chính hứa hẹn bốc đồng như vậy là do mong muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi ông mới nhậm chức vài tháng. Mặt khác, ông Toru Takahashi cũng chỉ ra công cuộc đốt lò đang diễn ra mạnh mẽ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện lực của Việt Nam. Hàng loạt quan chức cấp cao của Bộ Công Thương và EVN đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong khoảng thời gian cuối năm 2023 và đầu năm 2024 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quan chức cao nhất bị bắt là Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Quốc Vượng. Hình ảnh doanh nghiệp khó khăn, nợ lương người lao động. Tác giả Toru Takahashi cũng cho hay, việc thiếu điện đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngán ngẩm và chùn tay. Các đợt cướp điện đột ngột vào mùa hè năm 2023 đã khiến các đại bàng FDI như Samsung, Canon và Peony tổn thất hàng triệu đô la. Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng mất điện kéo dài, Việt Nam sẽ đánh mất những đại bàng như vậy. Khó khăn không chỉ dừng ở đó mà còn thể hiện ở việc số lượng các doanh nghiệp rời khỏi thị trường tại Việt Nam liên tục gia tăng. Thông tin mới nhất trên VOV ngày 29 tháng 5 dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong 5 tháng đầu năm 2024, bình quân một tháng có đến 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mà như lời của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại nghị trường ngày 29 tháng 5 rằng, một đất nước có cường thịnh hay không thì nhìn vào sự lớn mạnh của các doanh nghiệp. Nền kinh tế tụt dốc không phanh với quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn do sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng, cũng như do việc các quan đảng chỉ lo đấu đá, tranh giành quyền lực bất kể quốc kế dân sinh. Như sợi dây đàn bị kéo căng quá thì sẽ đứt, khi đảng cầm quyền bỏ mặc dân chúng lầm than để tranh ăn thì cùng tất biến, đó là quy luật ngàn đời mà các thế hệ người Việt đã đúc kết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Cuộc chiến cung đình và nền kinh tế tụt dốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.